Mang thai ngoài tử cung là hiện tượng bào thai không nằm ở bên trong buồng tử cung mà phát triển ở những vị trí khác như là vòi trứng, ổ bụng, cổ tử cung. Nếu chị em không phát hiện và xử lý kịp thời sẽ khiến vòi trứng bị vỡ hoặc tụ huyết thành nang trong ổ bụng. Kết quả là khiến chị em phụ nữ bị vô sinh hoặc tử vong. Theo các bác sĩ chuyên khoa, có thai ngoài tử cung không phải là một biến chứng sản khoa hiếm gặp ở chị em phụ nữ. Do nhiều nguyên nhân khác nhau như là nạo phá thai nhiều lần, vòi trứng bị tắc hẹp, viêm nhiễm vùng chậu, trứng di chuyển chậm hơn bình thường, khối u ở phần phụ, khiến cho trứng đã thụ tinh làm tổ và phát triển ở ngay bên ngoài tử cung. Từ đó gây ra hiện tượng mang thai ngoài tử cung ở khoảng 10 trên 1.000 nữ giới. Việc nhận biết sớm những triệu chứng mang thai ngoài tử cung sẽ giúp chị em điều trị kịp thời để đảm bảo sức khỏe sinh sản và tính mạng của mình. Những dấu hiệu có thai ngoài tử cung. 1. Chảy máu âm đạo nhẹ và đau vùng chậu. Khối thai nằm sai vị trí sẽ dễ bị bong. Trường hợp thai nằm ở vòi trứng, khi phát triển lớn dần nó sẽ ăn mòn các mạch máu ở vòi trứng, làm cho đoạn vòi trứng căng phồng. Điều này làm vỡ các mạch máu và vòi trứng, gây chảy máu vùng ổ bụng và xuất huyết ra ngoài âm đạo. Đa số người có thai ngoài tử cung, hiện tượng ra máu này sẽ kéo dài, máu ra màu đỏ thẫm, có khi lẫn màng. Nếu nó xuất hiện ở gần với thời gian của chu kỳ kinh nguyệt, bạn cần phân biệt kỹ về màu sắc của máu, lượng máu chảy, độ loãng và độ đông đặc của máu so với những lần kinh nguyệt trước. Khi phát hiện bất thường này, bạn hãy đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra. Khi phôi thai bị cấy bên ngoài tử cung cũng gây ra các cơn đau co thắt vùng chậu. 2. Đau bụng dữ dội một bên. Dấu hiệu có thai ngoài tử cung dễ nhận thấy là đau một bên ở vùng bụng dưới. Thực chất, đây chính là vị trí phôi thai đang làm tổ. Hiện tượng đau bụng kéo dài, đau âm ỉ, khó chịu, đôi lúc có thể đau dữ dội kèm theo chảy máu âm đạo. Mức độ đau bụng sẽ tăng dần theo thời gian do túi thai ngoài tử cung phát triển. Khi túi thai vỡ, bạn sẽ có cảm giác đau bụng dữ dội, cơn đau quặn thắt, kéo dài liên tục, đau toát mồ hôi. Lúc này chân tay còn có dấu hiệu bùn rùn, hoa mắt, chóng mặt, khó thở, thậm chí có thể bạn bị ngất xỉu. 3. Đau vai gáy. Mang thai ngoài tử cung là nguồn cơn dẫn tới các cơn đau ở vùng đầu, vai và lưng. Khi phôi thai chèn ép các mạch máu ở nơi làm tổ và vỡ ra, gây hiện tượng chảy máu trong khiến cơ thể bị đau nhức vùng vai gáy. Đau vai gáy khi mang thai ngoài tử cung thường xuất hiện cùng với các triệu chứng đau bụng, xuất hiện chảy máu âm đạo và cơ thể mệt mỏi suy nhược như ở trên. 4. Tụt huyết áp. Dấu hiệu huyết áp xuất hiện khi mang thai ngoài tử cung và thai đã bị vỡ. Khi mang thai ngoài tử cung, huyết áp sẽ thấp hơn so với chỉ số huyết áp của mẹ bầu mang thai thường. Nguyên nhân dẫn đến từ việc vỡ mạch máu ở vị trí phôi thai làm tổ, gây ra mất máu rò rỉ theo đường âm đạo. Lúc này, máu trong cơ thể phải tiếp tục tăng để bù lại lượng máu đã mất. Ngày nay, cũng có rất nhiều những phương pháp điều trị tình trạng mang thai ngoài tử cung như sử dụng thuốc hoặc là phẫu thuật. Vì vậy, chị em cũng không nên quá lo lắng, hãy theo dõi sức khỏe thường xuyên và liên hệ với bác sĩ khi thấy những dấu hiệu bất thường.